Chào mừng các bạn đã đến với khóa học dành cho người thiết lập. Nếu bạn bắt đầu tìm hiểu các video về thiết lập hệ thống, chắc hẳn bạn là người rất quan trọng trong tổ chức. Vì những thiết lập mà bạn sắp tạo ra sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp cho doanh nghiệp của mình. Chính vì thế, hãy cùng tìm hiểu chi tiết các tính năng và cùng thao tác để hoàn thiện hệ thống ngay nhé. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu về các cấp tài khoản trong PayRequest. Sẽ có 3 cấp tài khoản, đó là Owner, Admin và Member. Sẽ có các quyền cơ bản như quyền tạo đề xuất, quyền tạo, chỉnh sửa và xóa các mẫu đề xuất, quyền xem tất cả đề xuất trong hệ thống và quyền thay đổi người duyệt. Và đây là quyền hạn của mỗi loại tài khoản. Owner là người có tất cả các quyền trong hệ thống. Admin có hầu hết mọi quyền trừ quyền thay đổi người duyệt và quyền thấy tất cả đề xuất trong hệ thống. Member là người tham gia và chỉ có quyền tạo đề xuất, duyệt những đề xuất mà họ được phép duyệt. Vì một số công ty sẽ cần phân chia những người phụ trách chính trong việc thiết lập và quản lý pay request, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thiết lập admin cho request nhé. Bạn sẽ truy cập vào account.base.vn và chọn vào mục ứng dụng. Sau đó sẽ tìm đến ứng dụng pay request, chọn quản lý app admin. Bạn sẽ nhập username của người mà bạn muốn thiết lập là admin của request. Sau khi cài đặt, admin cũng sẽ thấy giao diện giống như bạn, đó là phần nhóm đề xuất và báo cáo mà tài khoản member không thể thấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thiết lập các mẫu đề xuất. Pay request là nơi quản lý các đề xuất trong nội bộ, như đề xuất xin nghỉ việc, đề xuất xin nghỉ phép hoặc là đề xuất thăng chức tăng lương, vân vân. Nhằm giúp thành viên trong công ty có thể gửi các đề xuất đi theo một mẫu đã có sẵn, bạn cần thiết lập các mẫu đề xuất lên phần mềm. Ở đây mình có một mẫu là đơn xin nghỉ phép. Sau đây mình sẽ thiết lập mẫu này lên phần mềm để các bạn có thể theo dõi. Để thiết lập, bạn sẽ chọn vào mục nhóm đề xuất, sau đó bạn chọn vào nút thêm loại đề xuất mới. Ở phần này, bạn sẽ điền tất cả các thông tin về đề xuất mà bạn muốn tạo. Ví dụ đề xuất xin nghỉ phép, người duyệt là Trương Trương và Linh Văn. Đề xuất này yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp hay không? Nếu có, nghĩa là người quản lý trực tiếp sẽ tham gia vào luồng duyệt của đề xuất này. Tiếp theo là quy trình xử lý. Xử lý đồng thời có nghĩa là ai duyệt trước cũng được, không bắt buộc thứ tự. Xử lý lần lượt, nghĩa là yêu cầu thứ tự, người quản lý trực tiếp sẽ là người duyệt đầu tiên, sau đó là người thứ nhất, rồi đến người thứ hai. Thứ ba là chỉ cần một người duyệt, nghĩa là trong tất cả những người xét duyệt, chỉ cần một người duyệt thì đề xuất sẽ được thông qua. Tiếp theo, bạn sẽ chọn có, tôi sẽ tạo mẫu form đăng ký. Một lát sau chúng ta sẽ tạo mẫu form này. Ở phần tùy chọn nâng cao, mục category, phân loại nhóm, bạn sẽ nhập phân nhóm mà đề xuất này thuộc về. Sau khi tạo xong, bạn sẽ thấy đề xuất hiển thị giống như bên này. Ví dụ ở đây chúng ta chọn nhóm hành chính nhân sự. Thời gian SLA là số giờ mà đề xuất này phải duyệt, ví dụ như 24 giờ. Sử dụng cho bộ phận nào? Bạn sẽ A còng và chọn bộ phận được phép sử dụng. Các bộ phận sẽ được lấy từ phần nhóm của Base Account. Người theo dõi là người không trực tiếp duyệt đề xuất này, nhưng cần nhận các thông tin, ví dụ như là nhân viên kế toán. Bạn sẽ nhập thêm mô tả cho đề xuất. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn sẽ nhấp nút tạo đề xuất mới và bắt đầu tạo mẫu form. Bước tiếp theo, bạn cần tạo form thông tin cho mẫu đề xuất xin nghỉ phép này. Ở giao diện này, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin của đề xuất cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Với đề xuất xin nghỉ phép, bạn cần tạo form thông tin để người gửi đề xuất có thể điền theo mẫu. Ví dụ, mình sẽ thêm một trường là họ và tên. Với trường thông tin này, mình sẽ chọn dạng là text. Bạn có thể giải thích thêm cho trường dữ liệu này và nó có bắt buộc hay không? Nếu có, chọn yes, bắt buộc trả lời. Sau đó chọn thêm trường mới. Hoặc mình có thể thêm một trường là loại nghỉ với dạng là drop down list. Có nghĩa là dạng câu hỏi lựa chọn nghỉ có lương hay là nghỉ không lương và hai lựa chọn cách nhau bằng dấu phẩy. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu, bạn có thể chọn ngày với thông tin ngày nghỉ phép hoặc có thể chọn các dạng dữ liệu khác như yêu cầu tải file hoặc là cần thêm một dòng tiêu đề. Ở giao diện chỉnh sửa đề xuất, bạn cần lưu ý một số điểm khác, ví dụ như quyền tối cao. Người có quyền này có thể phê duyệt đề xuất ngay lập tức dù đề xuất chưa tới lượt họ duyệt hoặc đề xuất cần tất cả mọi người duyệt. Sử dụng dạng này với những đề xuất cần xử lý nhanh và có những người chủ chốt quyết định. Ở phần email, bạn sẽ cài đặt có hoặc không gửi email khi đề xuất được gửi đi. Ngoài ra, để tạo thêm những mẫu đề xuất tương tự, bạn có thể chọn vào nhân bản mẫu đề xuất. Thao tác này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tạo các mẫu đề xuất có những trường thông tin giống nhau. Ví dụ mình sẽ tạo một đề xuất khác là xin nghỉ đi công tác, ví dụ như vậy.
Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đề xuất xin nghỉ phép. Như vậy, bạn đã thiết lập thành công một mẫu đề xuất. Bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại trang chủ và trải nghiệm mẫu đề xuất đó nhé. Trong quá trình thiết lập, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào đó, bạn có thể đặt câu hỏi qua đây. Bộ phận hỗ trợ sẽ trả lời trong vòng từ 5 đến 10 phút và giờ hành chính. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Để tìm hiểu nội dung tiếp theo, bạn sẽ click vào nút hoàn thành và tiếp tục.